Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông không có lý do gì để tin rằng cơ chế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác còn gọi là OPEC Cộng sẽ bị dỡ bỏ. Phát biểu tại một sự kiện, Ngoại trưởng Nga khẳng định định dạng của OPEC Cộng sẽ vẫn cần thiết đối với những nước tham gia mới xuất hiện trên thị trường cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Theo đó, hàng ngạch phân bổ cho các nước xuất khẩu sẽ được thảo luận và nhất trí thông qua đồng thuận. Do đó, hiện không có lý do gì để hủy bỏ cơ chế OPEC Cộng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước, các nước OPEC cộng, trong đó có Nga, đã nhất trí duy trì kế hoạch theo đuổi như mục tiêu về sản lượng dầu hiện tại cho đến tháng tư tới. Do giá dầu tăng và những quan ngại về nguồn cung liên quan đến tình hình ở Ukraine, nhiều nước đã kêu gọi OPEC tăng sản lượng dầu mỏ. Tuy nhiên, OPEC cộng dự kiến chỉ tăng sản lượng ở mức 400.000 thùng một ngày trong tháng tư tới, tương tự mức tăng những tháng gần đây.